Tiếp theo là một cây 86 gin nha anh em. Cây này hai thân nha, dáng bay nha nè, tỷ lệ đây. Đó. Một cây 86 gin nha. Hai thân luôn nha. Dáng bay. Rồi, tỷ lệ nó là đây. Chai trà xanh đây. Ô long. Rồi. Mặt trước. Một cây 86 gin. Mặt sau. Đây. Cây này có giá là 400 nha anh em. 400k không phí vận chuyển nha. Cây này gốc cũng to lắm à. Rồi. Một cây 86 gin. Giá là 400k. Không phí vận chuyển. Rồi, xin kết thúc.